Nguyên Lâm và Khánh Linh rất vui khi được gặp lại các quý vị khách hàng, các nhà đầu tư đã quay trở lại với series Hành trình khám phá Laquinara. Chương trình được thực hiện bởi đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Pick Homes. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý khách hàng, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu về quy hoạch dự án và những tiện ích nghỉ dưỡng nổi bật của Laquinara. Như quý vị đã biết, Laquinara nằm trong vùng đất di sản Hội An. Do đó, dự án tuân thủ quy hoạch chung của vùng di sản với chiều cao công trình phù hợp, mật độ xây dựng tiêu chuẩn gắn với bảo tồn thiên nhiên. Tại khu vực ven biển, chiều cao các công trình thấp tầng chỉ từ 1 đến 5 tầng. Đối với các nhà đầu tư, điều này đem đến lợi ích lâu dài khi bất động sản trong khu vực luôn được kiểm soát tốt và phát triển bền vững theo quy hoạch vĩ mô. Nhờ đó, giá trị bất động sản sẽ luôn gia tăng theo thời gian. Và tôi cũng muốn cập nhật thêm thông tin để Khánh Linh cũng như là các quý vị khán giả chúng ta được biết. Đó chính là hiện tại dự án Laquinara thì đang được hưởng lợi trực tiếp từ 3 chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đầu tiên phải kể đến dự án nạo vét và khơi thông sông Cổ Cò do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã phối hợp thực hiện và sẽ mở ra một tiềm năng lớn để phát triển những đại đô thị hai bên sông. Và Laquinara sẽ là dự án hiếm có vừa giáp sông mà lại vừa giáp biển. Và yếu tố thứ hai đó chính là việc xây dựng cầu Ông Điền đi qua dự án kết nối thẳng phố cổ Hội An đang được gấp rút triển khai sẽ rút ngắn thời gian đến với phố cổ chỉ dưới 5 phút. Và điều này thì sẽ càng làm gia tăng giá trị tài sản cho sản phẩm tại Laquinara. Mới đây, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 đã được thông qua thì sẽ chuyển chức năng đô thị Điện Bàn từ đô thị vệ tinh sang đô thị kết nối để kết nối, phát triển cùng với các khu vực xung quanh như là Đà Nẵng, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên và Laquinara là một trong số những dự án được hưởng những lợi ích trên. Quả là những thông tin đáng giá sẽ giúp sản phẩm tại Laquinara tăng trưởng về giá trong tương lai. Những nhà đầu tư có tầm nhìn xa hẳn đã nhìn thấy những cơ hội này. Đó là về vấn đề vĩ mô và chủ trương chung. Tại ngay dự án, chủ đầu tư đã phát triển Laquinara với tầm nhìn chiến lược, dài hạn. Laquinara không chỉ là một khu đô thị mà còn theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng với mật độ xây dựng chỉ dưới 30%, tỷ lệ cây xanh trên đầu người gấp 20 lần chuẩn quốc gia. Vâng, bao trùm toàn bộ dự án chính là cảnh quan nghỉ dưỡng, lấy cảm hứng từ di sản Hội An và kiến trúc Pháp cổ điển, thể hiện ở việc sử dụng mặt nước trong thiết kế, các khu vườn và tiểu cảnh châu Âu, các con đường đi dạo và kinh doanh ngoài trời. Thiết kế nhà có mái ngói, ban công, cảnh quan đặc sắc chính là yếu tố quan trọng để tạo nên một sức hút đầu tiên đến với mọi du khách khi ghé thăm dự án. Dự án được phân chia thành 4 phân khu. Phân khu Grandview lấy cảm hứng từ quê hương nhà thiết kế thời trang vĩ đại Christian Dior. Phân khu Chopard từ câu chuyện của thương hiệu đồng hồ và trang sức xa xỉ đã có lịch sử hơn 150 năm. Tiếp theo sẽ là phân khu Central Diamond, nằm ở giữa trung tâm dự án lấy cảm hứng từ công viên Central Park giữa lòng New York, đem đến một không gian nghỉ dưỡng hiện đại cho chủ nhân. Phân khu Provence Castle như những lâu đài giữa cánh đồng oải hương vùng Provence của Pháp. Và bên cạnh đó thì một khu resort 5 sao cho thuê lưu trú sẽ được hình thành. Laquinara quy hoạch theo mô hình hội tụ với quảng trường trung tâm đặt tại chính giữa. Các con đường nội khu kết nối hiện đại, khoa học theo hình bàn cờ như các đô thị tiên tiến trên thế giới. Không chỉ giúp giao thông thông suốt mà còn giúp phát triển tất cả các phân khu một cách đồng đều. Và kế bên Laquinara, dự án được tiếp tục mở rộng sân gốp tại giai đoạn 2, liên kề với dự án đang hiện hữu. Và đây chính là điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý, vì dự án sẽ liên tục gia tăng giá trị với sự mở rộng ngày càng lớn các công trình điểm nhấn. Và tầm nhìn quy hoạch này sẽ đem đến sự phát triển lâu dài cho dự án cũng như là đảm bảo cho việc gia tăng giá trị tài sản trong tương lai. Anh Nguyên Lâm này, theo anh thì điều gì sẽ khiến cho Laquinara thu hút du khách đến lưu trú cũng như là điều gì sẽ khiến cho Laquinara trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Hội An, Đà Nẵng? Vâng, theo tôi thì đó chính là các tiện ích phức hợp mà chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết phát triển trên quy mô 200 hectare và sẽ tạo thành một tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn và khép kín hàng đầu tại Quảng Nam cũng như là khu vực miền Trung. Không chỉ giúp du khách có những kỳ nghỉ dài ngày trọn vẹn tại đây mà còn góp phần giải quyết sự thiếu hụt các dịch vụ vui chơi giải trí tại Hội An. Và khi dự án hoàn thành thì sẽ tạo nên sức sống và diện mạo hoàn toàn khác biệt cho khu vực này. Đánh giá chung về hệ sinh thái 200 tiện ích của dự án thì tôi thấy quả thực rất đa dạng để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh cho khách hàng. Về an cư thì phải kể đến hệ thống giao thông kết nối rất thuận tiện để đi vào khu phố cổ, đi đến sân bay Đà Nẵng hoặc đến các địa phương khác. An ninh được đề cao để đem đến cuộc sống an toàn cho cư dân. Dự án còn có hệ thống trường mầm non, trường liên cấp, các khu vui chơi sáng tạo cho trẻ nhỏ, công viên cây xanh, đường dạo, mặt nước cho môi trường trong lành, cuộc sống thanh bình. Các tiện ích như phòng khám đa khoa,
trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Vâng, về nghỉ dưỡng thì chúng ta không thể bỏ qua những tiện ích điểm nhấn của dự án như là Google Coffee Factory nằm ngay tại cổng chính của dự án. Xưởng cà phê thế giới được coi là điểm đến biểu tượng mới của du lịch Hội An, nơi đem đến cho du khách những loại cà phê thơm ngon, độc đáo, trải nghiệm quy trình rang xay cà phê tại chỗ và hòa minh giữa không gian trong lành gần gũi với thiên nhiên. Kế bên xưởng cà phê thế giới, đại lộ 4 mùa là con đường lớn nhất tại dự án, nối cổng chính đến quảng trường trung tâm. Mỗi bên lòng đường rộng khoảng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, ở giữa là công viên hoa 4 mùa, tiểu cảnh dòng sông, các tiệm kinh doanh và lối đi dạo như tại châu Âu. Vào cuối tuần, cư dân có thể thư giãn đi dạo trên con đường này, mua sắm và tận hưởng cuộc sống thật sự là tuyệt vời đúng không nào? Vâng, và giờ thì chúng ta hãy cùng đến với quảng trường trung tâm. Được quy hoạch theo lối hội tụ, quảng trường trung tâm được xem là trái tim của dự án với biểu tượng hoa giấy Hội An. Hàng tuần thì các sự kiện văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật đương đại, nghệ thuật đường phố diễn ra với rất nhiều các hoạt động mới lạ, hấp dẫn phục vụ cho cư dân và du khách. Đứng tại quảng trường trung tâm, chúng ta sẽ nhìn thấy phía sau là khách sạn La Quinara 5 sao có tầm nhìn hướng biển, nơi đem đến dịch vụ lưu trú cao cấp cho các kỳ nghỉ và những chuyến công tác cùng với các tiện ích giải trí hấp dẫn. Cùng với đó, quý khách có thể thưởng thức hương vị ẩm thực đặc sắc được phục vụ bởi các đầu bếp nổi tiếng quốc tế giữa không gian nội thất sang trọng và bầu không khí biển trong lành tại nhà hàng Queenie. Và sau những hành trình khám phá các di sản Hội An thì chắc chắn rằng quý khách sẽ muốn đắm chìm vào một thế giới thư giãn tuyệt vời của thể chất và tâm hồn tại khu spa và chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên. Và nơi sẽ đưa chủ nhân của La Quinara đến với những phút giây tái tạo năng lượng tuyệt đối. Tại La Quinara, một Hội An thu nhỏ của thập niên 70-80 sẽ được tái hiện sống động và thu hút. Du khách sẽ như lạc vào bầu không khí bình yên và hoài niệm của một đô thị cổ bên dòng sông Hoài. Đây sẽ là tiện ích duy nhất chỉ có tại La Quinara và sẽ thu hút khách du lịch đến tham quan. Và bên cạnh đó thì chủ nhân của bất động sản La Quinara cũng sẽ được sở hữu những tiện ích thượng lưu để nâng tầm phong cách sống như là sân golf giữa công viên cây xanh, bến du thuyền sang trọng bên sông Cổ Cò và nơi chủ nhân được tận hưởng những tour du lịch trên sông, các buổi tiệc rượu và các sự kiện nghệ thuật độc đáo trên du thuyền. Điều ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến đặc quyền sở hữu bãi biển riêng tại top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh với chiều dài từ 300 đến 400m. Mặt nước trông như ngọc, bãi cát trắng mịn màng. Vâng, không chỉ phát triển hệ thống tiện ích chung cho cả dự án mà mỗi tiểu khu thì lại sở hữu lõi tiện ích riêng theo mô hình resort trong lòng resort. Mỗi tiểu khu sẽ như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng khu nghỉ dưỡng rộng lớn. Theo thống kê thì dự án có đến 17 bể bơi phân khu, chưa kể bể bơi tại khu thể thao đa năng, bể bơi riêng tại các căn biệt thự đơn lập. Bể bơi ốc đảo được bao quanh bởi khu vườn cây xanh, tiếp giáp sẽ là khu vui chơi trẻ em, đồi cỏ, sân cát, cùng với đó là khu cà phê ngoài trời, vườn châu Âu, tiểu cảnh, lối đi dạo, ghế nghỉ, đầy đủ các tiện ích cho chủ nhân và khách thuê có thể thư giãn và tận hưởng sự thư thái tươi mới giữa thiên nhiên. Bên ngoài thì sôi động, bên trong lại yên tĩnh riêng tư. Với hệ sinh thái tiện ích như vậy, chắc chắn rằng La Quinara sẽ là một khu đô thị nghỉ dưỡng rất sầm uất. Trước khi chúng ta khép lại video kỳ này thì chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi series về dự án La Quinara. Hy vọng rằng với những video chia sẻ đã đem lại cho quý vị nhiều thông tin bổ ích để quyết định lựa chọn đầu tư. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của dự án và các đại lý phân phối. Xin mời quý vị cùng đón xem.